online đầy hấp dẫn và lôi cuốn. Là những tài chơi chuyên nghiệp tiếp xúc với trò chơi bắn cá ngay từ thời gian đầu tiên xuất hiện, chắc chắn anh em không thể không biết đến máy bắn cá 8 người chơi. Đây là thiết bị thường được lắp đặt tại những siêu thị, khu vui chơi giải trí, khu mua sắm hay các quán game hiện nay. Tìm hiểu thêm về thiết bị, cấu tạo, cách chơi và tất cả những thông tin liên quan đến sản phẩm nhé. Máy bắn cá 8 người chơi là gì? Máy bắn cá khá quen thuộc với những anh em thế hệ 80, 90 khi điện thoại và các sân chơi online chưa phổ biến như hiện nay. Thời điểm đầu tiên xuất hiện thiết bị được cài đặt ở các siêu thị hay trung tâm thương mại để phục vụ cộng đồng game thủ. Máy bắn cá 6 tay được thiết kế với 6 tay cầm để tối đa 6 người có thể cùng tham gia một trận chiến. Đây là thiết kế máy tầm trung không nhiều mà cũng không ít người cùng tham gia. Hiện nay, thiết bị vẫn được lắp đặt tại khu vực vui chơi của các trung tâm thương mại, các cửa hàng cung cấp dịch vụ trò chơi. Hầu như khi có nhu cầu, anh em sẽ có thể chọn được địa điểm để chinh chiến gần mình nhất. Máy bắn cá 8 người chơi phổ biến đối với thế hệ 80, 90. Máy bắn cá 8 người chơi phổ biến đối với thế hệ 80, 90. Cấu tạo máy bắn cá 8 người chơi. Người dùng tìm hiểu về cấu tạo máy bắn cá 8 tay cầm trước khi tham gia sẽ giúp việc thao tác trở nên nhanh chóng, hiệu quả, săn cá được tối ưu nhất. Màn hình máy bắn cá được thiết kế với kích cỡ phù hợp và bố trí ngay chính giữa bàn chơi. Thông thường được sử dụng là màn hình tinh thể lỏng chất lượng cao như LC hay LCD. Kích thước cũng được thiết kế từ 47 inch, 55 inch, 61 inch. Cũng có một số loại có màn hình lớn hơn phù hợp với nhu cầu người dùng. Một số loại có hai màn hình hiển thị, mỗi màn hình 3 người chơi tăng thêm sự kịch tính và thuận tiện quan sát hơn. Phần khu vực điều khiển được bố trí xung quanh các cạnh của màn hình để cả 6 người cùng có thể thao tác trong ván đấu. Khu vực cho xèng vào máy được bố trí là một khe nhỏ để người chơi có thể đút xèng vào phía bên trong máy. Phần này được bố trí ở những vị trí dễ thấy như bên cạnh màn hình hay cạnh các nút điều khiển. Mỗi vị trí của người chơi sẽ có cấu tạo nhận xèng riêng để hệ thống có thể xác định cụ thể thao tác của từng người. Bên cạnh thiết kế phần cứng người dùng có thể nhìn thấy được thì máy bắn cá dành cho 6 người chơi còn có những vi mạch điện tử phía bên trong. Đây toàn bộ là những chương trình được thiết kế riêng cho máy và được bảo vệ hoàn toàn bởi phần cứng bên ngoài. Tất cả hình ảnh âm thanh sẽ được tùy chọn theo chương trình đã được lập trình sẵn. Người chơi có thể tùy chọn giao diện và đồ họa game khác nhau được cài đặt sẵn trong máy. Cấu tạo máy bắn cá 8 người chơi cũng tương tự những máy bắn cá khác trên thị trường. Cách chơi máy bắn cá 8 tay. Máy bắn cá 8 người chơi. Máy bắn cá 8 người chơi có thể bắt đầu hoạt động cho dù chỉ có một người và tối đa chỉ 6 người cùng chinh chiến trong một bàn. Chương trình được thiết kế để số người càng nhiều thì càng có thể tiêu diệt những boss lớn và thu được số điểm tối đa. Cách chơi cụ thể được hướng dẫn như sau. Bước 1, người tham gia sẽ mua xèng từ nhà cung cấp với giá trị được định sẵn. Thông thường một xèng sẽ được tính bằng một số lần bắn cụ thể. Có những máy một đồng sẽ được tính là 5 lần bắn, nhưng cũng có những máy mà một đồng cho vào chỉ được tính là một phát bắn mà thôi. Bước 2, chọn vị trí chơi và nhấn nút khởi động. Sau khi máy hoạt động, hệ thống sẽ yêu cầu bạn nạp xèng vào khe. Mỗi loại súng khác nhau sẽ có giá trị đạn khác nhau và mức sát thương cho mục tiêu cũng không giống nhau. Bước 3, sau khi nạp số xèng và tính toán được mình có bao nhiêu lượt bắn thì anh em đã có thể chọn mục tiêu và bắt đầu chinh chiến. Mỗi lần bắn đạn trúng cá thì sẽ khiến mục tiêu yếu đi. Sau khi đủ sức sát thương thì cá sẽ bị tiêu diệt và cộng điểm vào trong tài khoản của bạn. Sau khi tích lũy thì anh em lại có thể tiếp tục đổi số điểm này thành xèng và tiếp tục cuộc chiến. Nếu bạn không muốn chơi tiếp thì lại đổi xèng để chi tiêu cho các nhu cầu của cuộc sống. Hệ thống được thiết kế thông minh để có thể ghi nhận đạn từ tay nào bắn ra. Bắn ra bao nhiêu để trả điểm cho người tham gia hoàn toàn chính xác. Bởi vậy người dùng không cần lo lắng về các sự cố gian lận hay ăn chặn điểm. Trả thưởng không hợp lý dù tất cả mọi thành viên cùng săn chung một mục tiêu. Ưu nhược điểm của máy bắn cá 6 người chơi. Máy bắn cá 8 tay có ưu điểm là kích thước nhỏ gọn, không cồng kềnh với số lượng chơi vừa phải. Với đặc điểm này, thiết bị phù hợp đặt ở những không gian không lớn, diện tích nhỏ gọn như các phòng chơi game nhỏ dành cho gia đình, các cửa hàng dịch vụ tầm trung. Máy có thể vận chuyển dễ dàng thông qua xe tải hay các loại xe ba gác. Máy bắn cá 8 người chơi không quá lớn, cồng kềnh. Thông thường thiết kế máy bắn cá 6 người tham gia thường có thùng bằng gỗ nên có thể đặt ở những khu vực ven biển mà không bị oxy hóa hay ăn mòn. Bên cạnh kiểu dáng thông dụng là hình chữ nhật nằm thì còn có thể thiết kế theo dạng hình chữ nhật đứng. Chơi game ở máy bắn cá màn hình lớn sẽ cho anh em cảm giác chân thực với đồ họa hoành tráng, hình ảnh chân thực và âm thanh sống động. Tuy nhiên nhược điểm của sản phẩm này là bạn cần phải di chuyển đến các địa điểm có tổ chức trò chơi.
Điều này có thể gây nên nhiều bất tiện cho người dùng và quá trình mua bán sẻng cũng khá mất thời gian. Một số nhà cung cấp dịch vụ còn có những chiêu trò, cài đặt những phần mềm gian lận khiến người tham gia càng chơi lớn càng thua đau. Máy cũng không phù hợp cho những không gian rộng có nhu cầu chơi bắn cá cao. Ai nên mua máy bắn cá 8 tay? Việc chơi máy bắn cá 8 tay khá thông dụng hiện nay nên bạn có thể bắt gặp ở nhiều nơi. Tuy nhiên đây có phải là sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của đa số anh em hay không? AI là người nên mua thiết bị này. Những gia đình có các thành viên đam mê trò chơi bắn cá offline có thể mua máy bắn cá 6 người chơi về lắp đặt và sử dụng. Đây là hình thức giải trí không mới lạ nhưng cực hiệu quả giúp gắn kết tình cảm, xua tan mệt mỏi và giúp bạn có được nhiều niềm vui. Các cửa hàng dịch vụ trò chơi muốn kinh doanh game, phục vụ cho mục đích kiếm tiền của những người tham gia. Đây là nhu cầu của nhiều người khi không có điều kiện mua sắm những thiết bị lớn có giá thành khá cao cho mục đích vui chơi giải trí cá nhân. Những trung tâm thương mại, siêu thị, phòng chơi game được bố trí tại những nơi đông người qua lại có thể lắp đặt máy bắn cá có 8 người chơi giúp việc thu lời hiệu quả. Hộ gia đình, hộ kinh doanh hoặc khu vui chơi đều có thể mua máy bắn cá 8 tay. Hộ gia đình, hộ kinh doanh hoặc khu vui chơi đều có thể mua máy bắn cá 8 tay. Mua máy bắn cá 8 người chơi ở đâu? Hiện nay có nhiều địa chỉ để bạn có thể chọn mua được một chiếc máy bắn cá 6 tay. Ví dụ như các cửa hàng trực tuyến trên sàn thương mại điện tử, order từ website nước ngoài về và những đơn vị cung cấp máy tại Việt Nam. Nhiều nhà đầu tư cũng chọn cách đặt mua từ Trung Quốc để tiết kiệm thời gian vận chuyển và chi phí cũng thấp hơn so với sản phẩm được đặt từ châu Âu hay qua trung gian tại Việt Nam. Tuy nhiên cần tìm hiểu kỹ thông tin từ đơn vị cung cấp để chọn được máy chất lượng cao. Từ màn hình, các bộ phận phần cứng, phần mềm đến dịch vụ vận chuyển bảo hành cần được xem xét. Điều này sẽ giúp anh em có được chiếc máy bắn cá phù hợp với mức giá phù hợp, đồ họa căng đét sắc nét, ít phải sửa chữa và cài đặt phần mềm như mong muốn. Những đơn vị cung cấp uy tín cũng có đa dạng các phần mềm và chương trình để anh em lựa chọn. Khi liên hệ bạn sẽ được hướng dẫn cài đặt hợp lý, hiệu quả để quá trình bắt đầu trò chơi được diễn ra nhanh chóng nhất. Lời kết, máy bắn cá 8 người chơi và tất cả những thông tin liên quan đã được công ty thiết kế khu vui chơi Hồng Loan Game Center cung cấp cho anh em trên đây. Đây là một trò chơi vừa có thể giải trí, vừa có thể kiếm tiền nên bạn đừng bỏ qua khi có thời gian rảnh rỗi nhé. Chúc anh em có những trải nghiệm thú vị cùng trò chơi bắn cá đầy mê hoặc. Nếu bạn cảm thấy video hay và hữu ích, hãy bấm like video và bấm DANGK ký kênh để đón xem nhiều video mới nhất và hấp dẫn hơn nhé. Công ty Hồng Loan Game Center, địa chỉ đăng ký kinh doanh 5 và văn phòng tại Hồ Chí Minh, 22 đường số 3, phường An Lạc A, quận Bình Tân Tân. Điện thoại 08.8888.0532 Hồng Loan hoặc 0918 721 599 Minh Hùng.